cho phòng tạm bỏ đi. Đưa tiễn em Sơn Ngọc Thí 33 tuổi về nơi nghỉ cuối cùng nhà quý cô chú anh chị. Không còn bình tĩnh nữa quý cô chú anh chị. Coi như là từ lúc mà đưa em Sơn đến chùa để hỏa thiêu là coi như là em như người chết lặng ở trên xe quý cô chú anh chị. Một nỗi đau thương mất mát rất là lớn đối với gia đình cũng như là đối với em. Có nỗi đau nào bằng âm dương cách biệt đâu quý cô chú anh chị. Nỗi đau nào hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Em Thí không may mắn đã không thoát được vụ nổ bình hơi ở Đồng Nai. Em là một trong 6 nạn nhân trong vụ việc nổ bình hơi gây rúng động ở Việt Nam nha quý cô chú anh chị. Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Di nha. Lời nói đầu tiên Di xin chúc quý cô chú anh chị cùng gia đình có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Hiện tại Di đang có mặt tại xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay Di có mặt tại đây để quay cho quý cô chú anh chị về em
Sơn Ngọc Thí, 33 tuổi, không may mắn trong vụ nổ bình hơi ở Đồng Nai. Em là một trong 6 nạn nhân không may mắn qua khỏi trong vụ nổ bình hơi kinh hoàng ở Đồng Nai nha quý cô chú anh chị. Thì trước tiên Duy có mặt tại đây, thứ nhất là Duy xin chia buồn cùng gia đình, thứ hai thì đến tận nơi ngôi nhà của em để quay cho quý cô chú anh chị xem và hiểu rõ hơn gia đình của em. Vì đâu mà em từ ở Sóc Trăng lên tận Đồng Nai để mà đi làm kiếm tiền, rồi sau đó xảy ra một sự cố rất là nghiêm trọng, đó là nổ bình hơi ở Đồng Nai. Hôm nay là ngày 4 tháng 5 quý cô chú anh chị, thì ngày hôm nay là buổi lễ động quan, là đưa tiễn thi thể của em về chùa để mà hỏa thiêu theo phong tục, vì em là người anh em dân tộc Khmer nha quý cô chú anh chị. Và hiện tại như quý cô chú anh chị thấy đó là bà con đến rất là đông để mà đưa tiễn em ngày cuối ngày hôm nay. Thì bây giờ Duy xin mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi buổi lễ động quan của em Sơn Ngọc Thí ở tỉnh Sóc Trăng, ở nơi đây nha quý cô chú anh chị. Rất là đau lòng quý cô chú anh chị. Và như quý cô chú anh chị thấy đó là hiện tại bà con đang tập trung rất là đông đến buổi lễ động quan, là buổi lễ đưa tiễn em về chùa để mà hỏa thiêu nha quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy là hiện tại bà con cũng như người dân sinh sống tại nơi của em Sơn Ngọc Thúy ở nơi đây cũng đến rất là đông đủ để đưa tiễn em ngày cuối nha quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy là hiện tại thì em thì là người anh em dân tộc Khmer, thì hiện tại buổi lễ có nghi thức theo phong tục của người anh em dân tộc Khmer nha quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy là hiện tại bà con rất là đông đến để mà chia buồn cùng gia đình em Sơn Ngọc Thí ở tỉnh Sóc Trăng nơi đây. Và đây là di ảnh của em Sơn Ngọc Thí nha quý cô chú anh chị. Và đây dường như là bà xã của em Sơn Ngọc Thí đang ở bên cạnh áo quan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Theo nghe tính thì 8 giờ sẽ là buổi lễ đồng quan đưa em Sơn Ngọc Thúy về chùa để hỏa thiêu nhà quý cô chú anh chị. Dạ.
một khung cảnh rất là thương tâm quý cô chú anh chị, vì em Sơn Ngọc Thí còn rất là trẻ, vì em năm nay mới có 33 tuổi, quý cô chú anh chị còn rất là trẻ, nhưng em không được may mắn vì trong vụ nổ bình hơi em là một trong 6 nạn nhân vụ nổ bình hơi ở Đồng Nai nha quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy là bà con hiện tại đã đến đông đủ để mà đưa tiễn em Sơn Ngọc Thủy, em Sơn Ngọc Thí, 33 tuổi về nơi yên nghỉ cuối cùng quý cô chú anh chị. Thì 8 giờ sẽ là buổi lễ động quan đưa em về chùa để hỏa thiêu theo phong tục nghi thức của người anh em dân tộc Khmer nha quý cô chú anh chị. Có nỗi đau nào bằng âm dương cách biệt đâu quý cô chú anh chị, nỗi đau nào hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Em thấy không may mắn đã không thoát được vụ nổ bình hơi ở Đồng Nai. Em là một trong 6 nạn nhân trong vụ việc nổ bình hơi gây rúng động ở Việt Nam nha quý cô chú anh chị. Nhiều quý cô chú anh chị thấy là hiện tại bà con đã đến đông đủ để chia buồn cùng gia đình cũng như là đưa tiễn em Sơn Ngọc Thí về nơi yên nghỉ cuối cùng nha quý cô chú anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hỏi ba trăm rô râm tất chất sang quê vô rên tất sang ca pa sơ tâm rai thao tâm môn chất linh ca nê chất tơ ba nữ ra sơ dịch hà đô ra chân râu khay. Tê ra sơ dịch hà bông nó sơ đơ kê mà nê mê a rê sơ mê đô rông rông chê kê vi sê. Rất nà tê vô ngôi sơ prạch ba kê tê lai tê vô ra tê sơ trây nô chôn ba nô vô yai ba nô sê kê sao. Hãy bàn nào sẽ đầy sao rõ về nhé tạo lại cổ phụng án sâu khoan đầy chân đầy trẻ thà. Chia phó sâm rạc. Thầy cũng đã đến giờ buổi lễ động quan rồi với cô chú chị sẽ đưa em Sơ Ngọc Thúy dân cây về cô Sơn ra cam mang ca ta phen để dân mà ma ca về na vi a cha ma na sa sau ca ta ra cam về sa ta chay no a để về cha sa ta chay no mày hàng xa phê phê kê phê văn đức số phê tư thăng tân năng bài nhà bà lăng mà dê dê cha ta đà nà chìa nàn đê tê phê kàn văn đô vê tê dông dê sa ta chi văn ta hà rô hà tô ca mà nói nhàng bố cha nàn xa phê là văn dê ตกดอกเตรียมพร้อมระบบกรมรัวสายจังได้อย่าเคยที่ท่านเราขนมมวยรุ่นไปเตี้ยก็นอนไปหนึ่งเพื่อดำเนินตกกันในซอกปฏิบัติปฏิบัติต่อการตีเทียบบรรดาทานได้ให้
ពលគឺក្មួយនៃចាំលោកនេះទៅកាន់លោកធម្មនុភ័យទោះបីជាយើងមានការសោកស្ដាយទោះបីជាយើងមានការបន់ស្រន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបានមកសារជាថ្មីវិញដែរដូច្នេះក្នុងឱកាសពេលនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់នៃឆាតជីវិតរបស់ក្មួយថៃដែលត្រូវជាកូនរបស់អ្នកបងគៀងនឹងមីហុង ហើយក៏ក្នុងនោះក្មួយក៏មានបងប្អូនបីនាក់ក្មួយក៏មានបងប្អូនរួមផ្ទៃបីនាក់គឺមានសឿងសៀងទី1ទី2សឿងថាន់ទី3សឿងអុកថេហៅថាធៀងជាប្អូនពៅគឺរួមក្មួយនេះឯងហើយជាពិសេសក្មួយធៀងចាប់តាំងពីកុមាររហូតដល់ពេញវ័យ ស្ថិតក្រោមការហោហែងថែទាំបន្តបំរុងដឹកនាំទូលមានព្រះប្រដៅនៅផ្លូវលោកនិងផ្លូវខរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដោះស្រាយកោះកដៅយ៉ាងមនោរម្យជាទីបំផុតលោកធំនឹងក្តីវ័យចម្រើនវ័យវឌ្ឍនាការអាយុក៏បាន21ឆ្នាំគូព្រេងមកដល់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តយល់ព្រមរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងសងខាង ក៏បានអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យរៀបមង្គលការជាមួយនឹងយុវនារីម្នាក់ប្រកបទៅដោយចរិយាសម្បត្តិលក្ខណៈសមសួនមានថ្លៃថ្នូរគឺកញ្ញាយ៉ាងធីធូថាវជាកូនរបស់លោកពូយាយលេនិងអ្នកមីអាភឿងក្នុងភូមិអង្កៅឃុំថាតឹងខណ្ឌត្រីចុកចាន់ ក៏បានចាប់ដៃគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាទឹមខ្នើយកាយដៃរួមតោកក្រុមសពក៏បានសន់នៅស្នាមបណ្ដោះសាវរីបានកូនស្រីមួយឈ្មោះសើងកោភឿមបានកូនស្រីមួយឈ្មោះសើងកោភឿមនេះដើម្បីធ្វើជាគូកបផលប្រេងសម្ដាមាសនាតើឥឡូវដល់ពេលនេះដែលជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃខាជីវិតរបស់ ស្វាមីថ្ងៃចុងបញ្ចប់ខាជីវិតរបស់លោកឪពុកទោះបីជាយើងជាកូនទោះបីយើងជាភរិយាមានបែបបងហូរទឹកភ្នែករូបរូបយ៉ាងណាក៏ដោយបន់ស្រន់សុំឲ្យជីវិតលក់រស់ឡើងវិញក៏មិនអាចរស់មានជីវិតដូចជាថ្មីវិញដែរនេះហើយសុភាសិតក៏មានអត់ដូចជាសុភាសិតក៏មានពោលថា ศรัทธาในใจมันเตียงอายุการของมนุษย์มนุษย์ปเนตใจจะเวลการเวลสลับเกี่ยวข้อมาดาปกวลคลางก็สลับขนมปักทองมาไว้คลางก็สลับขนมไปทำมาไว้คลางก็สลับขนมไปทำมาไว้ยังไงนี่ปูนคือขโมยไทยเรียกจับโลกในตัวหายเรียกอหายเรียกเยเรียตาเรียกไปเรียกเอาเรียกบอกเรียกพูนเรียกกูนเรียกประปอน เลี้ยแต่พลอดเอาเลี้ยพลอดพลอดตาเลี้ยเกรงพลอดดีเลี้ยพุ้ยในพลอดนรกเลี้ยคลอยในคลอดกายเลี้ยประปอนในรวมตกรุ่นฟังพระในเลี้ยโอทายเปิดโกนยืนพองพระในเลี้ยกุนออกเลี้ยลุงอวสานพระในเลี้ยเมสมวนพระสนายจอบพรานพระในเลี้ยนังสมานเลื่อนบานไปเลย អូលេអូនហើយតែមួយកាយាអូលេមរណាគ្មានថ្ងៃជួបឡើយអូលេក្នុងនាមបែកធាងតែកចាយទៅហើយអូលេត្រង់ត្រៃគួរឲ្យគ្មានថ្មីខ្ញុំលាអ្នកហើយជាមិនសាសនាខ្ញុំលាមរណាគ្មានថ្ងៃជួបឡើយខ្ញុំលាវិភេកសង្យោគសេចក្តីខ្ញុំលាតថ្មីជួបឪពុកម្តាយម្ដងទៀត Và bây giờ cũng tới giờ đưa tiễn anh em Sơn Ngọc Thí 33 tuổi về chùa để mà hóa thiêu nhà quý cô chú chị theo phong tục của người anh em dân tộc Khmer. Cho khỏi đi. 100 triệu đấy. Nó khỏe mới đó.
cô đoàn này à? Alo. Yeah. Anh ăn. Mấy này đã ơi. Mấy này tin thế cho con canh hủ phe muốn canh tiền thuốc. Vì tôi giờ off tiền thuốc mỗi cái. Và Di cũng xin cầu nguyện cho linh hồn linh cữu của em Sơn Ngọc Thúy 33 tuổi được vãng sanh về miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho có một cái kiến kẹo hết á, cho sáng một cái kiến kẹo hết á. Đưa con đang tập nó đó. Bây giờ Di quan, buổi lễ Di quan đưa tiền đó. Em Sơn Ngọc Thúy 32 tuổi với cô chú chị. Và đây là con của em Thúy hả cô? Dạ. Còn cô là mẹ của em Thúy hả cô? Dạ. Con xin chia buồn cùng gia đình mình. Đây là người mẹ của anh em Sơn Ngọc Thúy không được may mắn trong vụ nổ bình hơi ở Đồng Nai nha quý cô chú anh chị. Và đây là hai con của bé đó hả cô? Dạ. Đây là con gái của em Sơn Ngọc Thúy nha quý cô chú anh chị. Ah!
Có rất là đông bà con đến để đưa em Sơn Ngọc Thúy 33 tuổi ở tỉnh Sóc Trăng nơi đây nha quý cô chú anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tê sang một bài đẹp thơ. Có rất là đông bà con đến tiễn đưa em Sơn Ngọc Thí không may mắn trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai nha quý cô chú anh chị, không có nỗi đau nào hơn bằng nỗi đau âm dương cách biệt quý cô chú anh chị. Và đây là người vợ của em Sơn Ngọc Thí. Nếu em phải một với tám Sơn Ngọc Thí chị. Chào con, 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 ch
Có nỗi đau nào bằng âm dương thất điện của quý cô chú chị. Nỗi đau thương mất mát rất là lớn đối với gia đình. Em đã ngất xỉu luôn. Vợ của em Sơn Ngọc Thí 33 tuổi đã ngất xỉu luôn quý cô chú chị. Nổ bình hơi ở Đồng Nai nha. Và bây giờ xe đã đưa em đi, đưa em Sơn Ngọc Thí về chùa theo nghi thức của người anh em dân tộc Khmer, đó là hỏa thiêu em. Không thành quá đa phương luôn với chú trước chị. Vợ của em Sơn Ngọc Thí đã không còn giữ bình tĩnh nữa quý khách quý chị, và em cũng đã ngất xỉu ở trên xe trong lúc đưa tiễn em về chùa để hóa thiêu quý khách quý chị. Sự việc xảy ra 6 người ra đi, 7 người bị thương, cho nên là anh Phí cũng là một trong những nạn nhân 6 người đó. Như quý cô chú anh chị thấy là rất là đông bà con đến đưa tiễn em Sơn Ngọc Thí 33 tuổi ở tỉnh Sóc Trăng trong vụ nổ bình hơi ở thành phố ở Đồng Nai nha quý cô chú anh chị. Quê nhà đo tan sáng hôm nay có cái cầu đó đây cầu không? Và đây là người cha của anh Sơn Ngọc Thí 33 tuổi quý cô chú anh chị. Một cảnh tang thương ở vùng quê Bình Yên ở xã Lâm Tăng ở nơi đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý cô chú anh chị thấy ở phía sau rất là đông bà con đến đưa tiễn em Sơn Ngọc Thúy ở ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Ở nơi đây như quý cô chú anh chị đó thấy đó, có rất là đông bà con đến đưa tiễn. Có nỗi đau nào hơn bằng âm dương cách biệt đúng không quý cô chú anh chị? Hàng ngàn người đến đưa tiễn em Sơn Ngọc Thúy 33 tuổi trong vụ nổ bình hơi ở Đồng Nai nha quý cô chú anh chị. Rất là đông bà con đến đưa tiễn em Sơn Ngọc Thúy quý cô chú anh chị. Một cảnh rất là thương tâm ở vùng quê ở nơi đây quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị nhìn từ xa đó là rất đông bà con đến đưa tiễn anh em Sơn Ngọc Thúy 33 tuổi lần cuối nha quý cô chú anh chị. Hôm nay là buổi lễ di quan ngày cuối cùng của em Sơn Ngọc Thúy 33 tuổi, không may mắn nổ trong vụ bình hơi ở Đồng Nai nha quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy từ xa đó là bà con rất là đông đưa tiễn em về chùa để hỏa thiêu linh cữu của em. Sao? Rất đông bà con nên việc đưa linh cữu của em về chùa rất là khó khăn nha quý cô chú anh chị, vì người dân cũng như những người thân thiết của em Sơn Ngọc Thúy đến chia buồn cùng gia đình em rất là đông. Mặc dù trời hiện tại đang rất là nắng nóng như thế này nhưng bà con cũng quyết tâm đưa linh cữu của em về nơi yên nghỉ cuối cùng nha quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy từ xa đó rất là đông bà con luôn, làm cho việc di chuyển linh cữu của em rất là khó khăn. Rất là đông luôn bà con quý cô chú anh chị ạ. Mặc dù trời rất là nắng, mặc dù trời đang rất là nắng và nóng nhưng bà con cũng quyết tâm đưa tiễn em Sơn Ngọc Thúy 33 tuổi về nơi nghỉ cuối cùng nha quý cô chú anh chị. Hãy
hàng ngàn người đến đưa tiễn em Sơn Ngọc Thí về nơi nghỉ cuối cùng. Thưa quý cô chú chị thấy đó, rất là đông bà con đến đưa tiễn em. Có lạ lắm không? Có nỗi đau nào hơn bằng âm dương cách biệt đâu quý cô chú anh chị. Người đồng bạn tiễn kẻ đầu xanh, và cũng hiện tại đã đến chùa rồi quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy là bà con rất là đông đến đưa tiễn em Sơn Ngọc Thí 33 tuổi trong vụ nổ bình hơi ở Đồng Nai nha quý cô chú anh chị. Đó, như quý cô chú anh chị thấy đó. Rất đông bà con luôn quý cô chú anh chị. Đâu có gì bằng tình làng nghĩa xóm, những lúc khó khăn hoạn nạn quý cô chú anh chị. Họ không ngại đường xá xa xôi, nắng gắt giữa trưa nắng gắt như thế này cũng tiễn một người em còn rất là trẻ, năm nay chỉ 33 tuổi thôi quý cô chú anh chị. Em không được may mắn trong vụ nổ bình hơi ở Đồng Nai. Em là một trong 6 người không may mắn bị nạn trong vụ nổ bình hơi ở Đồng Nai quý cô chú anh chị, rất là thương tâm. Bây giờ Di sẽ tiến vào chùa để đưa tiễn em lần cuối nha quý cô chú anh chị. Và đây là ngôi chùa mà em sẽ nằm ở lại đây để rời xa người mẹ, người cha, ông bà cha mẹ và người vợ và đứa con thơ của mình. Quý cô chú anh chị, rất là đau lòng, hình ảnh rất là đau lòng ở vùng quê bình yên ở nơi đây. Mình máu.
Một nỗi đau thương, mất mát rất là lớn đối với gia đình cũng như là đối với em. Đây là sót luôn quý anh chị, vợ của em. Rất là tiện chính của chúng tôi. Quá đau thương luôn quý cô chú anh chị, không có từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mà gia đình phải gánh chịu thế này. Quý cô chú anh chị thấy em không còn sức sống nữa, và đây là người con gái của em. Chỉ là cái thủ tục của người Khmer là đi ba vòng. Con gái của bên Lò Thiêu đó, em Sơn Ngọc Thái, em con còn rất là trẻ hơn của chú chị. Còn Theo phong tục của người anh em dân tộc Khmer thì sẽ đi ba vòng trước Lò Thiêu nha quý cô chú anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chú ơi, lọ này hư hết trơn rồi. Bây giờ là để cho mấy ông lại sửa lâu quá, giờ khói quá trời luôn. Khói quá trời luôn. Dạ, khói quá trời luôn. Tôi là người thiêu đó. Và tôi nó xin nhà nước dùng rửa cho mau mau đi. Bị khói quá trời luôn. Khói quá. Sửa cho mau mau ha. Ừ, mau mau đi. Bị gì khói quá trời à? Khói quá trời, mịt mù luôn. Cái ông khói đó cũng bị gãy. Sao em bị này chú ơi? Mà tôi nghĩ đó tôi tí là chủ lò ở đây, viên lò ở đây, tôi đó là sửa để cho chân phụ sửa đi, chú phải sửa, tôi lo mấy người khi vô mặt khói mịt mù quá, anh ra mửa thì cũng khó mửa gì khó lắm chú ơi. Nghĩa là cái ống khói mình đã làm ra thì nó sẽ đưa khói lên trên không bay, nó bay lên trên. Dạ. Mũ. Nghĩa là cái ống khói lò mình đã làm ra thì nó sẽ tắt dưới.
ở xã dưới ha. Thôi không chú ơi, chú ý kiến vậy thôi. Chú là Quỳnh Tuyển. Thấy bằng gì mà ý kiến bán, của nên cũng phải con. Về hiện tại thì ở Lò Thiêu đang có bị trục trặc, không thể làm đúng nghi lễ được quý cô chú anh chị. Và chú hiện tại đang đứng là chú là chủ lò, đứng lò. À, chú báo là hiện tại lò đang gặp trục trặc nên không thể hỏa thiêu linh cữu của em Sơn Ngọc Thúy đúng giờ làm lễ được quý cô chú anh chị. ตรังเอนางางางางางตุเนสังวะสังวัดไม่แพ้จอมเธอกันต่อสลับพอเจียบบานพอนี้หายหนึ่งน้ำโลปาตานีเป็นห้อง ยะธรรมิโนปาจิตระเตสังวะปะสาวะสะปะนิชาวะสังฆาราปะติวะยะมังคะระปะเจพานเดรัจฉันเตเตสังวะปะสัมโมสัพพังเตียนได้แต่โยเตยิกาตือออยหังปีโลกะนะไรพันดาเนี่ยได้ใจทานเต้ากันบารโลกไพโลชนะไอไอจะตามปะติตามตมหังเทพมวยวัสดุในคำโตสมัตพันคือพันเจียตีกับจัดใดเนี่ยปราธาหอยตั้งจัดหอยจนอสุบัตตาเนี่ยบานขับโลรอนตอนจัดสัพเพโกรมที่สังกัดตอนทรงกับแรงเราสัตว์ จันทร์ต่อปัญญาเตจธาดวงจันทร์นำให้ดาวตามกรรมดีโจตระต่อยธาบุรุษต่อดวงกรรมดีเนรัสไม่ได้ร่วมยุ่งแก่แก่ไว้ใส่อันยังสิ่งใดประทานแต่พวกอ้อยสำหรับปัญญาตระลายแต่บุรุษแต่สตรีนุโยบาลเราไปโยบาลเราสิ่งใดเศร้าจนจะได้กระนำประมาทศาสนาจงอ้อยเบรุกบาลเราสิ่งใดสำหรับที่จะตระลายจงเป็นสมพันธ์ในจัตไตรจะทำนำเปรตนาไตรนุพันธ์ในโจเจียพันสลายโจเจียพันสลายโจเจียพันสำหรับ Này đưa mấy lại. Dạ. Còn cái chúng ta như lạnh tỉnh mà sợ cái mình đụng bạn ơi bạn này mày tới đi sửa mãi nói luôn đấy bây giờ đến giờ đưa lên cũ của em tò lò để hóa thiêu nhờ quý cô chú anh chị. Đi đâu? Nghĩ rằng của anh ở đâu? Em ở Cần Thơ. Rồi tới giờ quý cô chú anh chị ơi, em Sóc Trăng. Quá trời ôm giờ ông đang tay trong bốn của chú chị tội nghiệp quá tội nghiệp chị em biết chồng giờ này là biết chồng mình mắc rồi đó anh chị em.
Bây giờ là đau thương luôn quý cô chú anh chị, quá đau thương. Cho em ngồi đó đi, cho tiện chồng mình coi, cho em ngồi đó đi, giờ là chồng của em lần cuối rồi cô. Bây giờ đó rồi là tôi bác sẽ rồi đi vô đây 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 rút 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 ngãi rút rồi ngắt luôn này, ngắt luôn này, ngắt xỉu luôn rồi quý cô chị ơi. Ơi quạt đi cô, quạt đi cô, quạt đi để thiếu oxy. Tản ra, tản ra, tản ra đi. Này là mình đi ra ngoài, ra ngoài nè. Ngắt xỉu rồi quý cô chú chị. Bây giờ ba dậy sao chị ta ơi thôi. Không cảnh đâu đâu. Đó hai chị luôn. Hồi sau đây chị nào nữa. Quá đau thương rồi quý cô chú chị ơi. Không chừng nào có thể diễn tả được nỗi đau này mà gia đình phải gánh chịu. Tôi làm như không đau vô chứ. Lại vô không đau mổ đi. Tôi mẹ nạ nấu á, tỉnh mẹ nạ nấu tay. Tao nó tan được á. Chuối tỉnh đó. Lúc đưa vào mà không đa thì anh cho mình đi cho bà đi uống ghê quá à, xoay cái nào do không đa ôi mà hơi nó bình tĩnh kệ vô lên cho té đi hơi cái bàn đấy có xe chưa kệ ra coi coi sẵn đi không đa được nước phải mưa anh ơi tạm ra có xe lên coi quá đau thương với cô chú chị. Rồi bây giờ em đã kiệt sức trong suốt ngày qua. Thì cô chú chị. À, anh gái bà con của em.
đưa em đến bệnh viện để coi tình hình sức khỏe như thế nào nha quý cô chú chị. Vì suốt ngày qua em và gia đình chỉ biết khóc. Và hiện tại bây giờ ngày đưa tiễn của em Sơn Ngọc Thúy 35 tuổi thì em đã ngất xỉu trong